Rồi, Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Bữa nay là ngày mùng 1 Tết, cô chú anh chị ơi, là anh trai là đem loa đồ đến nè, để mà vào hát cho chúng ta vào cái ngày mùng 1 Tết, cô chú anh chị. Ủa anh, cho em hỏi là anh từ đâu đến ha? Anh từ ở thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hả? Là anh ở quận mấy? Anh ở quận 3. Quận 3. Là anh có gặp chú ở ngoài đời chưa anh? Có gặp một lần ở ngoài, gặp hai lần, một lần ở hát ở sân khấu. Anh ở nhà. Sĩ sao hả anh? Không, chỉ là dân thường thôi, nhưng mà mình thích nghe nghe. Chỉ là mình đam mê phải không anh? Đam mê cái lương. Vô đây hát nè, vô đây hát nó mát rồi mà chứ hát bài hay bài thay nhau. Ủa, anh với chị luôn hả? Không, cái này là má, này là con. Ồ, oh, vậy là anh thì cái nó quá con. Cái mi không ấy? Chị em là chị em ruột hay sao chị? Hả? Không, chị em kết nghĩa. Dạ. Còn chị có hát không? Không, chị không hát đâu, đam mê nó hát. Dạ, em chào chị ha. Hôm nay là tội nghiệp lắm. Đến mộ chú để hát tặng cho chú. Tội nghiệp là sao chị? Chị có thể nói chia sẻ cho tôi. Anh này ảnh rất là với là đam mê Vũ Linh đó. Bữa khóc luôn á. Là không có thời gian làm suốt ngày. Là khóc khi mà nghe chú mất á hả chị hay sao chị? Dạ. Cứ coi là khóc và cứ không có thời gian đi làm suốt, không có thời gian lên. Nay mùng 1 mới nghỉ ngày đi. Dạ. Vừa rồi bệnh quá trời bệnh cũng gán đi á đường á. Dạ. Nghiệp lắm. Dạ. Bạn này kiểu như là giống như là ngưỡng mộ á, dân An Giang mà. Dạ, An Giang. À, ca cổ cũng được á. Dạ. Nên muốn này bữa nay lên mấy chú là tức ủng hộ cho ca bài hay bài cho bạn này ca cổ. Ca cổ. Dạ. Tại vì ảnh ca là cái lo là tụi em không có dám quay. Thì nằm mà ảnh hát chai thì tụi em đừng có quay thì không quay được thì cho hát bình thường. Dạ tại chưa rồi. Đâu có khách đâu. Dạ. Bây giờ là anh chuẩn bị nè cô chú anh chị. Bây giờ chuẩn bị rồi ha. Là anh thần tượng chú là bao nhiêu năm rồi anh? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Rồi. Là lúc là anh còn nhớ là khoảng bao nhiêu tuổi là anh bắt đầu nghe nhạc của chú không? Cỡ 15 tuổi. 15 tuổi. Ừ. Dạ. Mình là ở đâu hả anh? Ở dưới quận 3 Sài Gòn. Quận 3. Dạ. Ở dưới là mình có hay đi hát sự kiện không ha? Cơ hồi đó thì như lâu lâu chơi văn nghệ đồ. Mấy chỗ mà đàn ca thì thử rồi đó, rồi yeah. Có xuất hiện rồi. Nhưng mà đôi khi mình ít thôi, tại vì mình mất làm, lo yeah. Làm. Dạ yeah. Bữa nay mùng 1 Tết là anh đem lo đồ nến nè cô chú anh chị ơi, để chuẩn bị là hát cho chú nghe. Rồi tới thôi. Tới công chuyện. Tới công chuyện rồi. Đó, bây giờ là anh sẽ biểu diễn nha. Chắc mình đứng sau ngoài đó phóng vô quá chứ đâu có dám gần đây đâu ta. Mình lui ra đi ha, mình đi ra anh hát gì, anh hát ở đâu vậy? Tại mộ cậu đúng không? Nắng quá anh hát sợ lát lộ nổ không sao đâu. Anh hát mấy bài anh có giới thiệu trước để anh ơi, từ từ rồi mình chỉnh nhạc nha, cho em hỏi chút xíu nha, là anh định hát là mấy bài vậy? Có thể một bài thôi, một bài của cậu thường hát đó là Hàng Mặt Tử. Hàng Mặt Tử. Bây giờ là anh vào đó là anh hát có nhạc ha, nhưng mà anh đi anh hát chai tặng coi khán giả trên em được không? Hát chai một đoạn nào đó đó. Hát chai đoạn tặng đi anh. Dạ. Hát chai ha. Dạ. Dạ, tại vì hát chai là em quay được, mà khi mà anh vô đó anh hát có nhạc rồi là em đâu có quay được. Tại vì nó có nhạc dính bản quyền cái kênh YouTube đó cô. Nên là bây giờ anh hát chai chút xíu. Được. Wow. Để em lấy chặt cái. Mình lấy giọng mình lát lên vô trống là mình hát hay lắm luôn á. Anh đã thần tượng mấy chục năm rồi. Đúng rồi. Thì chú mắt là anh khóc đó. Dạ, đúng rồi. Wow. Này là nghe hay lắm đó nha.
có lo nó lớn hơn ha. Ủa vậy là chị với anh đi chung lên luôn. Chị em ai mua chân tôi bán chân cho chân nằm im chân cành đều đợi chờ tôi đã ra đi về đất chúa trọn đời tôi giả biệt nàng thơ. Ai yêu chân mà người định đêm chân đi bán, người định bán bao nhiêu một ăn chân chàng. Người ở trần gian hay tặng chốn cũng hằng, ta muốn hỏi người điên hay tình cắt đứng ra hoài. Đã mấy đêm rồi người ngồi đêm sao bóng, nghe thương khuya nhỏ giọt vào hồn. Ta muốn hỏi người mua đất một vàng trắng, nhưng chỉ sợ rằng chẳng gian ngủ tôi. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cảm ơn anh, bây giờ là anh di chuyển vào mộ ha để hát tặng cho chú. Đó đây là fan được không? Dạ. Được, quá hay rồi. Quá hay. Hát chay vậy là quá hay rồi. Anh trai nắng lắm á. Nhưng mà em nghĩ là vô mộ nắng lắm đó anh, bây giờ tại giữa trưa mà. Còn không thì nghe hết trơn à, vô mộ anh ra hồ anh sức buồn hơi luôn. Với lại ngồi đây nếu mà anh nhìn trong cái điện thoại nó còn thấy đường, chứ vô đó là chút nữa nó hạ cái màn hình luôn. Nó nắng quá nó hạ. Hồi trước cũng có mấy ca sĩ đến hát nhưng mà người ta chọn cái thời gian buổi chiều anh. Như là ca sĩ Duy Khương Bolero á, cũng đến, cũng mang lo đến. Dạ cũng nhưng mà hát hát buổi chiều trời mát. Vậy giờ này không có khách á. Dạ. Bluetooth mode. Nhưng mà thôi để anh The Bluetooth device is connected successfully. Vậy hả? Bắt Bluetooth á. Dạ thôi em. Thôi bây giờ mình đi học xa ra coi chú anh chị ơi. Rồi bây giờ để anh tự nhiên ha. Đó bây giờ là anh chuẩn bị nè coi chú anh chị. Để chú ha. Và ta đang thì cái video của Hiền Tiên buổi trưa đến đây kết thúc với chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với chú anh chị trong những cái video lần sau nha. Nhưng mà bây giờ trưa nắng quá rồi.